Hôm nay mình làm sinh nhật cho cháu trai của mình tròn 3 tuổi. Mình cũng cúng căn cho cháu. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn những món mình đã chia sẻ nhiều lần như chè đậu trắng, xoài lá cẩm và món cháo dịch. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với các bạn lúc mình cúng sinh nhật cho cháu. Hôm nay thì những clip mình đã chia sẻ đến với các bạn là chè đậu trắng nè và món xoài lá cẩm. Với đậu trắng mình đã hầm mềm trong bình thủy, mình đã chia sẻ đến với các bạn. Thì nếu các bạn xem những clip đó thì mình sẽ nấu xoài nè, nấu chè để mình cúng căn cho cháu và làm sinh nhật cho cháu là được. Món chè đậu trắng mình đã chia sẻ và món xoài lá cẩm mình đã ngâm qua lá cẩm nè các bạn. Lúc này thì mình để cho ráo, các bạn sẽ vào clip của mình, các bạn sẽ xem xoài lá cẩm và chè đậu trắng nhé. Mình đã nấu chè xong, nồi chè rất là ngon đó các bạn. Chè đậu trắng nấu với nước cốt dừa, và nước cốt dừa mình thắng để ăn riêng nữa, rất là ngon. Chè này và xoài thì mình sẽ đem ra đĩa và chén để cúng. Các bạn sẽ vào hai clip chè đậu trắng và xoài. Thì mình nấu xoài lên, nấu chè là mình có thể đem ra cúng không cần phải đi mua. Và mình nấu thì rất là vừa vị. Chè sánh mượt, không chảy nước và hột nếp thì rất là bóng ngon, không bị mềm rã. Các bạn sẽ vào clip chè đậu trắng nhé. Với cách nấu rất đơn giản thì mình sẽ có nồi chè để cúng căn cho cháu rất là ngon. Còn đây là xoài lá cẩm, mình nấu tới giai đoạn cho nước cốt dừa vào rồi đó các bạn. Cho nước cốt dừa vào thì mình đợi 20 phút nữa là mình sẽ có món xoài thôi. Mình chia sẻ xoài lá cẩm cũng mấy lần đến với các bạn rồi đó, nhiều cách. Sau khi cho nước cốt dừa và đường vào thì mình sẽ xới lên, xới cho đều lên, rồi mình sẽ đậy nắp lại, nấu thêm 20 phút nữa là được. Các bạn vào video xoài lá cẩm của mình chia sẻ rất là tỉ mỉ. Còn đây là vịt mình đang luộc đó các bạn. Mình đang luộc con vịt này 3 kg. Xoài đã chín rồi nè các bạn. Hột xoài rất là bóng ngon, rất là béo đó các bạn. Mình sẽ đem xoài này để đem ra đĩa để cúng nha. Mấy ơi. Nè nè nè. Kinh quá, kinh quá, kinh quá. Kinh quá, kinh quá, kinh quá, kinh quá. Xoài chè mình đã đem ra đĩa và vịt luộc chín mình đã vớt ra. Còn có trầu cau, xoài chè và hoa để cúng. Cắm lại đây được không mẹ? Cắm bên kia đi. Cái cắm trong đó đó coi. Này hai mà. Cắm nữa đó. Mình cúng xong đi thôi, mình cúng xong rồi cái vô mình chơi, mình hỏi bánh sinh nhật nha. Khi vớt vịt ra ngoài thì mình sẽ lấy nước để nấu cháo. Nấu cháo vịt rồi mình sẽ múc ra để cúng xong thì gia đình mình sẽ dùng nha. Còn có bánh kem cho cháu nữa. Cháu trai rất thích siêu nhân nên sẽ có ổ bánh kem toàn là siêu nhân không nè các bạn. Hả? Lát con đổi nón chị hai nha, chị hai có cái nón này. Đây là nồi cháo vịt mình đã nấu xong, cho thêm huyết vịt vào nữa rất là ngon đó các bạn. Cháo vịt mình cũng đã chia sẻ đến với các bạn sẽ vào clip cháo vịt nhé, rất là đơn giản dễ nấu. Còn đây là gỏi,
mình trộn bằng gỏi bắp cải và giá, nước mắm gừng và hành ngò và gừng sắc sợi. Còn đây là hành phi, mình sẽ bỏ vào cháo cho thơm. Giá sống với rau răm. Và đây là chén muối mè để ăn với xôi đó các bạn, muối mè đậu phộng để ăn với xôi. Siêu nhân quá trời siêu nhân này. Siêu nhân này quá trời luôn. Quá trời siêu nhân luôn. Bình hoa rất là đẹp. Có chậu cao nữa nè các bạn. Vịt luộc và cháo mình múc ra để cúng sẵn luôn. Chè xôi rất là đơn giản và thật là ấm cúng trong gia đình. Cả nhà rất vui vì hôm nay sinh nhật của cháu trai, sắp tới sẽ tới cháu gái của mình. Thấy nhá. Thấy nữa. Ơi. Và sau khi cúng xong thì gia đình mình sẽ chặt vịt ra và bắt đầu ăn cháo cùng với xôi chè. Rất đơn giản. Mình mời các bạn dùng với gia đình mình nhé. Rất là vui. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nhé.